bắt quả tang 3 nam 2 nữ thác loạn trong căn nhà bỏ hoang. Nhóm 5 đối tượng có độ tuổi từ 21 đến 26 tuổi đến từ các tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bến Tre tụ tập và sử dụng ma túy trái phép. Ngày 30 tháng 11, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An lập hồ sơ xử lý 5 thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong căn nhà bỏ hoang tại địa phương. Theo VOV, tối ngày 29 tháng 11, Công an huyện Đức Hòa và Công an xã Đức Hòa Thượng kiểm tra đột xuất căn nhà bỏ hoang tại ấp Hậu Hòa. Bắt quả tang bên trong có 5 đối tượng, 3 nam và 2 nữ, đang tụ tập sử dụng ma túy trái phép. Tại hiện trường, Công an thu giữ một số chất ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy. Theo tờ Dân Việt, làm việc với cơ quan công an, nhóm này khai vừa chơi xong. Công an huyện Đức Hòa cho biết, kết quả test nhanh, 5 đối tượng đều dương tính với ma túy. Nhóm 5 đối tượng có độ tuổi từ 21 đến 26 tuổi đến từ các tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh Long, Bến Tre, hiện tại chưa có việc làm, hàng ngày tụ tập, lề là hàng quán với nhau.